Hello mọi người, mình là Auto Cycle đến từ Auto Tinh Tế. Hôm nay mình test thử hai cái TV đó là X90J và X9000H. X90J là cái mẫu đời mới nhất năm 2021 này và X9000H là cái mẫu của đời năm 2020. Và thì cái sự khác biệt giữa hai cái TV này đó là nó sử dụng cái con X90J nó sẽ sử dụng cái bộ vi xử lý mới của Sony, đó là bộ xử lý Extra Cognitive Intelligence. Còn trong khi đó thì cái X9000H nó sẽ sử dụng cái bộ vi xử lý X1 đời cũ. Thì hôm nay mình sẽ quay cái video và mình cố gắng mình sẽ nói cho các bạn nghe về cái cảm nhận về màu sắc cũng giống như là những cái trải nghiệm của mình đối với hai cái TV này nha. Điều đầu tiên mà mình có thể chia sẻ luôn đó là hai cái TV này nó sử dụng chung một cái công nghệ chiếu sáng. Thì cái công nghệ chiếu sáng này gọi là công nghệ Full Array LED với cái thuật toán là Local Dimming do chính Sony phát triển. Thì Full Array LED có nghĩa là ở trên một màn hình như thế này thì có rất là nhiều cái đèn LED nhỏ. Chính cái việc mà có nhiều đèn LED nó bao phủ hết màn hình như thế, mà khi mà nó sáng lên cùng một lúc và nó được hắt sáng lên cùng một lúc thì nó sẽ làm cho màu đen nó không có quá đen và nó không có thể hiện được hết cái chiều sâu của không gian. Cũng giống như là những cái màu đen giống như thế này, khi các bạn nhìn vào các bạn sẽ thấy là khi quay ngược sáng màu đen trở nên rất đen, và thậm chí là những cái chi tiết đen nhất của cửa nó cũng đen và nó rất là thật chứ nó không có ngã qua màu xám. Tính năng chính của Sony, khi mà cái công một trong những cái công nghệ tốt nhất của Sony mà họ đã trang bị cho những cái sản phẩm tầm trung của mình, đó là cái công nghệ Local Dimming. Local Dimming nó theo dõi và nó quản lý những cái vùng sáng của đèn LED ở trên diện tích bề mặt của cái TV. Khi có màu đen hoặc khi có tối màu thì cái thuật toán Local Dimming đó nó sẽ hạ cái màu đen đó xuống, hoặc là nó sẽ tắt cái đèn ở đó đi luôn để cho cái màu đen đó nó được sâu hơn, nó được có không gian hơn và nó tạo ra được đúng cái ý đồ của cái người mà làm phim hoặc là cái người làm ảnh ở ngay cái thời điểm đó. Tuy nhiên là khi mà mình trải nghiệm hai cái TV này, mặc dù là nó sử dụng công nghệ chiếu sáng giống nhau, rồi mấy cổng kết nối hoặc là Android cũng giống như là hỗ trợ HDR10, Dolby Atmos, Dolby Vision thì nó đều như nhau cả. Tuy nhiên khi mà trải nghiệm nó thì nó lại khác nhau lắm. Ví dụ giống như con X90J này đây, thì nó sử dụng cái bộ vi xử lý mới hơn so với lại X9000H. Tại X90J nó sử dụng cái bộ vi xử lý XR. Mình sẽ viết về cái bộ vi xử lý XR này nhiều hơn ở trong cái bài viết của mình. Ở đây thì nói ra thì nó sẽ hơi dài. Khi mà mình trải nghiệm thì mình sẽ mở những cái clip mà nó quay bằng flycam á, kiểu nó quay mà mình thấy được đường chân trời, hoặc là quay nhiều cái mảng màu ở trong ngày. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là ở trong cái mảng màu hoàng hôn này thì chúng ta có thể thấy là sắc đỏ ở bên X90J nó sẽ đỏ hơn so với lại X9000H. Bên cạnh đó thì là cái đường chân trời và cái màu xanh của nước ở bên X90J nó đậm hơn và nó thêm một cái phần màu xanh lá để mà chúng ta có thể nhìn thấy được hình ảnh của những cái rạn mà nó nằm ở ngay dưới đáy biển. Còn ở bên này cái rạn của nó khá là mờ và nó không có được nội khối cái chiều sâu. Cái thứ hai nữa là phía đường chân trời của X9000H nó lại bị bệt màu ra, có nghĩa là nó không rõ về màu, nó không có một cái sự bóc tách chi tiết của tầng lớp về màu. Còn trong khi ở bên này thì nhìn phía ở đường chân trời, màu xanh nước biển ra màu xanh nước biển, màu xanh lá của cây nó vẫn ra màu xanh lá của cây. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là màu của cái con hồng hạc ở bên này nó còn ra cái sắc màu hồng của lông, nhưng mà ở qua bên này thì cái màu hồng đó nó đã bị biến thành màu đỏ rồi. Thì lúc mà mình test hai cái TV này thì mình đang để ở cái chế độ màu là vivid hết và mình tắt hết sáng, cái độ sáng nhất của nó. Thì rõ ràng là khi ngay cả khi mình tắt cái đèn của nó xuống cái mức thấp nhất thì cái hình ảnh của nó ở trong cái phòng có bật đèn, có chiếu sáng nó vẫn rất là đầy đủ, nó vẫn rất là chi tiết, và cái sự thể hiện màu của cái TV X90J ở bên này rõ ràng là nó xuất sắc hơn. Ví dụ chúng ta có thể thấy là cái con này mình không biết gọi là con gì ta, phải con vịt sim không nhờ hay là con ngan nhờ, nhưng mà nó đẹp quá, nó trên người nó có rất là nhiều cái mảng màu. Tuy nhiên là các bạn có thể thấy là cái màu cam ở phía dưới này nó mộc hơn và nó mang màu đất hơn là so với một cái mảng màu cam rất là rực ở bên này. Một trong những cái điều quan trọng nhất của cái clip này mà mình muốn gửi gắm tới các bạn đó là cái tầm quan trọng của cái bộ xử lý AI ở trong một cái TV đời mới. Chỉ cần hai cái TV này về công nghệ chiếu sáng là nó giống nhau, về đèn nền, về tấm nền ABC các kiểu thì nó gần như là tương đồng với nhau. Tuy nhiên chính cái bộ vi xử lý, cái bộ AI đó nó sẽ quản lý về hình ảnh, nó sẽ quản lý về độ sắc nét, nó sẽ thay đổi và nó sẽ nâng tầm những cái
micro details ở trên những cái con vật này, làm cho cái màu của nó được đồng nhất hơn, nó tránh được cái hiện tượng bão hòa màu. Với cái thứ hai nữa là những cái micro details ở trong lông của con vật, giống như là lông vũ của con két, hoặc là những cái đốm xanh rất là nhỏ ở trên da của con, maybe là con này gọi là con kỳ nhông. Mình nhìn nó, mình thấy là nó có cái độ sáng tốt, nó không làm chói, nó không làm gắt cái màu, nhưng mà mình nhìn mình vẫn nhận thức được đó chính là cái màu thật. Nhìn nó rất là gần gũi, giống như con này nè, như con báo con này, thì các bạn có thể thấy là cái lông ở phía xa của nó và ở phía cận của nó đều nổi lên rất là rõ, trong khi con X9000H này thì cái màu của nó càng xa, hoặc là nếu mà cái vùng lấy nét hơi xa một chút xíu thì nó sẽ bị bệt màu đi, nó không còn chi tiết nữa. Nói về âm thanh thì mình thấy là hai cái tivi này có một cái sự tương đồng về âm thanh với nhau khá là lớn. Ở bên trong cái bộ equalizer của nó thì các bạn có thể tùy chỉnh bass, mid hoặc là treble theo ý của mọi người. Ví dụ mọi người muốn nghe tiếng nó bớt chói đi thì mọi người có thể tắt cái treble của nó đi, giảm cái mid của nó xuống, cũng giống như là giảm cái phần tăng cái phần bass của nó lên, để tiếng của TV, nhất là tiếng của giọng nam, tiếng của bình luận viên nam dành cho mấy anh coi bóng đá chẳng hạn, thì nghe cái giọng bình luận viên nam nó sẽ rõ hơn và nó sẽ dày hơn. Nhưng có một cái sự khác biệt nhỏ, đó là do cái TV X90J này nó sử dụng cái bộ xử lý XR, thế nên là cái bộ xử lý XR đó nó sẽ đóng vai trò giống như là một cái bộ DSP số, thì nó sẽ kiểm soát về phase, kiểm soát về hiệu ứng âm thanh vòm, và nó sẽ measure cái chuyện đó theo thời gian thực, để mà nó đảm bảo là cái âm thanh của nó khi nó đánh ra làm cho tai mình nghe được nó sẽ rõ ràng hơn, và nó sẽ có cái độ trong trẻo nhất định. Rõ ràng là hai cái tivi này khi mà chúng ta test với nhau, khi mà mình coi phim thì mình khá có thể nhận ra được cái sự khác biệt của nó. Tuy nhiên là khi mà mình nghe nhạc ở trên YouTube, giống như là mình mở cái bolero vân vân cái kiểu, hoặc là nhạc pop, nhạc indie ở trên YouTube, thì mình thấy là cái tiếng của cái tivi X90J này nó tươi hơn, nó sáng hơn, và nó có một cái độ vang khá lớn so với lại cái tivi X9000H. X90J và X9000H nó đều là hai cái tivi thông minh và nó đều sử dụng cái hệ điều hành Android 10. Thì anh em có thể cài thêm app cũng giống như là cài thêm những cái chương trình mà em thích. Về cổng kết nối thì hai cái tivi này nó cũng tương đồng với nhau, nó đều có kết nối wifi. Bên cạnh đó nó sẽ có thêm những cái kết nối giống như là LAN nè, rồi 4 cổng HDMI, một cổng optical output. Thì như vậy anh em có thể có nhiều cái sự lựa chọn để mà sử dụng nhiều cái input. Một thế mạnh nữa của Sony X90J đối với lại X9000H đó là X90J nó sẽ hỗ trợ được HDMI 2.1, có nghĩa là anh em sẽ chơi được game ở độ phân giải 4K với cái tốc độ khung hình là 120 fps. Như vậy thì nó rất là phù hợp để mà anh em có thể sử dụng những cái máy chơi game giống như là PS4 Pro, PS5, không thôi là Xbox thế hệ mới. Như vậy là mình đã chia sẻ với anh em về những cái điểm tương đồng cũng giống như là những cái sự khác nhau của cái tivi X90J với lại X9000H về hình ảnh nè, về âm thanh, về trải nghiệm, cũng giống như là về những cái cổng kết nối và những cái thiết kế cơ bản, thì anh em có thể lấy đó mà làm tham khảo. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi Audio Tinh Tế, mọi người nhớ like, share như là subscribe nha.